Sao? Trời ơi, cái chuyện gì mà làm cũng không được nữa. Bây giờ dễ lắm, lấy con dao bén thật bén ra xả xả 3 cái là xong. Làm đi, tôi chịu trách nhiệm cho. Ê, cái gì vậy? Nè, cậu lấy lộn cái ba lô của tôi rồi nè. Ủa, sao giống nhau vậy? À, cái này là của cậu, cái này mới là của tôi nè. Xin lỗi chị nha, nhiều khi giống nhau quá tôi cầm nhầm. Xin lỗi hả? Xin lỗi là xong sao? Tôi mà không đuổi theo ông la làng lên là ôm ba lô của tôi chạy mất tiêu rồi. Ủa chị thì kỳ quá, tôi đã nói chị rồi. Tại vì hai cái này màu giống nhau, cầm nhầm là chuyện bình thường. Tôi thấy cái gì bình thường hết trơn á. Chắc chắn là cố ý luôn nè. Sao? Tính giữa ban ngày ban mặt tính giở trò hả? Cứ tin tôi đứng ở đây tôi la làng lên đó là cậu ăn cắp đồ của tôi không? Hả? Tin không? Nè, chị nói chuyện đàng hoàng nha. Ê, nãy giờ tôi năn nỉ chị rồi nha. Tôi nói tôi lỡ cầm nhầm, chị làm gì thế ghê vậy? Cái đồ gì? Bây giờ chị tin không? Tôi lấy dao tôi nổ chị bây giờ đúng không? Cái đồ không đàng hoàng. Rồi. Ê, con đứng lại coi. Tôi lấy dao bỏ hai tôi nổ rồi bây giờ. Cái gì? Lạ lắm hả? Chú. Xin lỗi con. Dạ. Chờ chú lâu không? Dạ không sao chú. Chú mới vừa chở khách đi. Ủa, chú dặn con đứng ở trong mà. Rồi ra đây làm chi? Vừa nắng nôi mà vừa nguy hiểm cướp bóc, hiểu không? Trời ơi, ở trong còn ghê hơn á chú. Dạ. Dạ. Con mới ra đây đứng đợi chú nè. Hồi nãy con mới thấy con thằng đang cắp đồ. Con thấy ghê quá. Trời đất ơi, ban ngày ban mặt mà sao nó manh động quá à ta. Con... thôi được rồi, bây giờ đi theo chú. Qua bển chú giới thiệu người quen của chú cho con. Nghe nói lương ở bển được lắm nghe. Thôi đi với chú. Rồi, coi như tuần sau con qua bạn chú làm việc được rồi đó. Dạ. Chú. Hả? Chuyện với ai đập xe chú vậy? Rình cái gì không biết nữa, người ta đi đường thôi. À, không phải nha, không có ai đi đường mà ngó trước dòm sau á, lén lai lén lút vậy chú ơi. Thì người ta... Ui. Chú, cái gì vậy? Chú. Hả? Chú nhớ nãy con kể có tên cướp ở trong công viên không? Nhớ. Cái thằng ở trong công viên mà ăn cướp á hả? Đúng rồi. Nó đâu? Nó hả? Nó. Trời đất ơi, sao nó manh động vậy? Mới vừa làm bên kia qua đây làm tiếp hả? Thì đó. À, thằng này hôm nay nó tiêu rồi. Nó gặp chú là nó tiêu rồi. Chờ chú một chút. Alo, mấy anh hả? Có một nhân vật rất khả nghi và manh động đang đứng trước xe của tôi, đang có ý định cướp luôn chiếc xe của tôi. Dạ, mấy anh tới liền nha. Tôi sẽ có nhiệm vụ, tôi đứng đây, tôi cản chân nó lại cho mấy anh nha. Nhớ nghe. Dạ, chào mấy anh. Bây giờ sao chú? Yên tâm đi, chú đã gọi điện cho công an rồi. Một lát họ tới đây bắt nó. Bây giờ mình đứng đây mình nhìn nó thôi, đừng làm gì hết, biết không? Được không? Được. Mà sao nãy giờ nó không hành động đi chú? Cái kiểu này là nó đang chờ mấy trăm anh em của nó tới. Giờ phải làm sao ta? Chết rồi chú ơi. Nó mà chờ mấy trăm anh em nó tới là tới hốt xác hai chú cháu mình luôn á chú. Ghê vậy? Trời ơi, bây giờ là hai chú cháu mình phải xử đẹp nó trước. Bây giờ sao? Dựa vô hai chú cháu mình nè. Cháu luôn. Liều nha. Con chú chờ nè. Nó đang làm gì xe chú kìa? Chết rồi chú ơi, tôi gửi xe vậy. Chú. Mày ăn cắp xe của tao mày còn hỏi làm cái gì nữa hả? Con đang ăn cơm mà. Chính nói chú. Con đang giữ xe rồi chú mà. Anh đừng có nghĩ biện, làm tôi biết rồi. Nãy giờ tôi quan sát anh từ nãy giờ nha. Anh là một thằng bụm trộm. Tôi biết hết rồi. Tôi làm gì đâu. Tôi đang ăn cơm rất cục thịt. Hồi nãy tôi thấy anh gì, anh nói gì chém mấy phát thế này kia rồi, cầm dao rồi này. Anh giết người đúng không? Mày là hung thủ mà mày. Đúng rồi, không có. Thằng bạn con á, con làm nghề giết heo, mổ heo á, nó mới vô nghề nó điện nó hỏi con kêu là lấy con dao bén á, chặt phạt 3 cái định rớt con heo ra à. Rồi con kêu nó chặt đi, có sai con chịu trách nhiệm. Phải không? Anh xạo. Tôi không tin. Hồi nãy trong công viên tôi thấy anh cướp vỏ sách của chị kia mà. Đúng rồi. Đâu có đâu chú. Trời ơi, cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Không có sao ta nói. Chuyện là như vậy nè. Ủa cái này đâu phải của mình. Ê, chị. Trời cậu gì? Không phải cậu lộn mà là tôi lộn. Cho tôi xin lại cái ba lô đi. Không á, mắc gì đưa lại. Cái ba lô này có điện thoại, còn cái ba lô có hộp cơm không, mắc gì đổi. Thì tôi cũng xin lỗi rồi mà. Thôi cho tôi xin lại đi ha. Xin lỗi cái gì? Sao nãy tôi nói chị là tôi cầm lộn mà chị không tin. Thì lỗi tại tôi. Tại tôi phán đoán hàm hồ. Tôi xin lỗi cậu. Cậu cho tôi xin lại cái ba lô nha. Tôi nói thiệt với chị á, tôi mà không cho chị xin lại là tôi đi mất tiêu rồi. Tôi ngồi đây, cố tình ngồi ở đây nè, chờ chị lại để trả cho chị nè. Nè, kiểm tra lại coi còn đồ đầy đủ không. Còn đủ. Cảm ơn cậu. Nghĩa cái gì? Em nói chị biết á, mai mốt á đừng nhìn người ta bề ngoài mà đánh giá người ta. Cho dù bề ngoài tôi xù xì, bên trong tôi tốt lắm á. Vậy tôi đi được chưa? Được rồi. Cái tật bợp trời. Đó là bà kia, bà lấy nhầm chứ bộ. Chứ tôi lấy là tôi lấy luôn cái túi của bà rồi, trả điện thoại bà làm chi. Phải vậy không? Thiệt vậy không? Thiệt chứ sao không thiệt. Con sợ dĩ con đứng đây á là tại vì con đang trên đường đi làm. Con thấy xe chú đậu ở đây nè, mở cửa kính nó mở. Ở trong xe còn có cái túi nữa kìa. Cái túi của con thiệt kìa. Túi của con hả chú? Hồi nãy xuống xong kéo kiến lên. Đó, sợ người ta lấy cái túi của cô, tôi đứng tôi canh giùm chứ bộ. Đi xe mà không chịu đóng kiến lên, để vậy là mốt có ngày mất đồ. Tôi canh hoài không thấy chủ xe ra, mới lấy hộp cơm ra ăn đỡ. Tự nhiên đang ăn lại bẻ tay, ta nhận mặt vô hộp cơm á. Thôi, chú biết rồi, chú xin lỗi nghe. Xin lỗi gì? Chú thấy ai mà đứng giữa trời nắng ăn cơm không? Đáng lẽ là về chỗ mổ heo ăn rồi. Tại sợ chú mất đồ đứng đây canh vô. Thôi tôi xin lỗi. Thôi chú xin lỗi. Đau chỗ nào chú đóng bóp cho. Con có đau mà con tức. Đâu phải người ta ăn mặc xấu xí là con người ta xấu xa đâu. Mốt nhìn mặt người ta thì cũng biết người ta sao chứ. Thôi em nó cũng biết lỗi rồi. Chú cũng xin lỗi con nghe. Thư con kỳ ghê luôn á. Một mình con hồ đồ đủ rồi. Con lôi chú vô làm chi giờ, chú từng tuổi này chú đi hồ đồ. Con thấy chưa? Bây giờ cơm nữa ăn ụp mồ hôi vô trọng không à. Tôi biết rồi. Thôi lần sau tôi trước khi làm gì tôi phải suy nghĩ kỹ trước đã rồi tôi mới nhận định sau. Chắc lần sau tôi dám gặp cô nữa. Thôi dầu gì á em nó cũng biết lỗi rồi. Thôi giờ nè, lên xe đi. Rồi chú chở đi. Đi đâu? Đi vô công an. Không, đi ăn cơm. Trời, hộp cơm của con rồi chú làm cho nó tanh banh rồi, giờ sao ăn được nữa. Thôi giờ lên xe đi, chú chở vô quán cơm ăn cơm nghe. Thôi con có ăn cơm nữa. Thôi mà đừng giận nữa mà. Không, con ăn phở à. Ăn phở hả? Phở thập cẩm á. Thập cẩm. Anh vừa phải thôi vậy. Anh thấy chú tôi chiều quá, bắt đầu anh lên đó hả? Chiều gì? Ủa, tôi chưa nói hết chứ bộ. Phở thập cẩm với lại chén nước tiết trứng nữa nha chú. Thôi nhận vậy, con nhìn nó tôi kêu thêm chén bầu viên nữa đó. Trời ơi, con mà nói nữa là nó kêu nguyên cái tiệm phở luôn bây giờ. Thôi lên xe đi ăn phở con. Đi. Chú nhớ kêu cho con nhiều hành nha chú. Rồi, cho mày một dĩa hành trụng luôn. Dạ. Ê, nè. Dạ. Làm gì vậy? Bỏ đi, bây giờ mình đi ăn phở mà. Dạ, con đem lên xe con ăn dặm từ đây tới quán phở. Trời ơi, trời. Thôi lên xe, trời ơi.